Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ato Vlog. Trước tiên xin cảm ơn tất cả những ai đã bấm vào chiếc video này để xem. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Như mọi người đã thấy ở đằng sau lưng của tôi đây thì mấy anh em trong bếp Hương Việt đang chuyển những cái phần quà để đến với bà con ở chung cư Ngô Gia Tự nha mọi người. Vô đường này được đúng không? Được. Vài trăm phần quà đi qua bên Lô Y chung cư Ngô Gia Tự. Chung cư Lô Y Ngô Gia Tự. Đúng rồi. Bây giờ mình phải gửi 400 phần quà qua đây nha. Đúng rồi. Rồi. Khoan, không cho đi đường này. Rồi, đi đường khác. Ok. Đây tôi sẽ quay ở ngoài cho mọi người xem luôn nha. Tất cả mọi thứ đang rất là gấp gáp và tất bật. Mới về lóc hả? Đúng rồi. Ok. Đây bên nhà của chị Hương và các anh quân dân tự vệ cũng đang xuống đò. Rồi bây giờ mình tranh thủ mình đi mọi người. Bây giờ đang rất là như là tất bật, phải nhanh nhẹn. Trời cũng gần sắp tối rồi mọi người. Ủa nó nghe rồi sao sau lưng nhà chị Hương thì đó mà đi không được. Mọi người thấy không, khu vực tạm thời cách ly. Và bây giờ là bọn tôi sẽ phát, mình phát lại đó. Con phát rồi để xuống rồi cho mọi người. Thì bây giờ là bọn tôi sẽ tiếp tục chạy qua bên Phú Nhuận đó anh. Đúng rồi, Phú Nhuận. Chạy qua bên Phú Nhuận để lấy thuốc nha, thuốc sốt cho mọi người nữa. Thuốc sốt này như là cũng là được, cũng là một người bạn của chị Việt Hương tặng tiếp thuốc sốt. Bây giờ mình qua Phú Nhuận để mình lấy cho mọi người. Rồi nãy giờ nó gấp quá, không kịp uống miếng nước luôn á. Bởi vậy nó chuyện cà lâm, mọi người thông cảm nha mọi người. Liên cái này là mình lấy thuốc sốt cho những cái hộ bị cách ly hoặc là những cái hộ đang bị F0 nha mọi người. Vậy là cái thuốc sốt là giống cái thuốc sốt mà hôm trước tôi với lại Lâm vô bao lông á mọi người. Đúng rồi. Dạ, thuốc sốt đó. Là vô bao lông, hôm trước vô bao lông là một bịch gạo 5kg, hai vỉ thuốc sốt, một cái
một hộp cá hộp với chai nước mắm đó mọi người, là hôm trước là có vô 35 đó, thì bây giờ mình nhận thêm thuốc sốt nữa nha mọi người. Cái thuốc sốt này mình sẽ nhận ở Phú Nhuận nha mọi người. Thì qua đây cũng xin là cảm ơn anh một người bạn của chị Việt Hương đã tặng tài trợ thuốc sốt, đã tặng thuốc sốt đến cho những người dân nghèo khó nha mọi người. Thì cái thuốc sốt này mình sẽ cho những người mà ở điểm cách ly và những điểm mà bị F0 nha mọi người. Dạ, cảm ơn. Cái tình hình bây giờ nó cũng là diễn biến là khá là phức tạp rồi mọi người. Cho nên tôi với Lâm là coi như là cùng phối hợp cùng với lại tổ thiện nguyện Bếp Phương Việt là mình hoạt động liên tục luôn, mình làm việc liên tục luôn. Cho nên tôi không có còn có thời gian để mà tâm sự tình cảm rồi nọ với bạn Lâm nữa mọi người. Thì hôm trước là mọi người đã xem cái video mà tôi phỏng vấn Lâm rồi đúng không? Thì cũng may là nhờ có Lâm hỗ trợ cho tôi mấy bữa nay, chứ không giờ tôi cũng biết sao để có thể ra đường quay được những cái hình ảnh này gửi đến cho mọi người nữa. Cảm ơn Lâm nhiều nha. Ok, không có chi. Hy vọng là anh em mình giữ sức khỏe nha, chứ một đứa mà bị cộng cái là mệt lắm á. Đúng rồi. Nói chung đi những cái trường hợp này mình rất là cẩn thận. Nay giờ lát nữa giờ phải kiếm bộ test Covid rồi mình chọn cho lỗ mũi mình kiểm tra cho chắc ăn mọi người ơi. Đúng rồi. Đi không rồi cũng 2-3 ngày rồi. Đó mọi người thấy không, tất cả mọi nơi đều có chốt, chứ không phải đơn giản là muốn đi là đi đâu rồi. Ok, và bây giờ tôi sẽ quay cái đoạn đường đi tới Phú Nhuận cho mọi người xem nha. Bây giờ là người ta cho 5 thùng, nhưng mà 5 thùng nhỏ à. 5 thùng nhỏ. Còn bây giờ người ta đưa hẳn 2 thùng lớn là 500 mấy chục hộp luôn á. Là 500 mấy chục hộp thuốc luôn á. Và thay vì là 5 cái hộp nhỏ nhỏ mà giống như là hộp găng tay vậy đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ người ta cho sẵn thẳng là 2 cái thùng lớn luôn. Thì ở trong là có bao nhiêu? Một thùng là 300 mấy mươi hộp á. À, một thùng tới 300 mấy hộp là quá trời luôn mọi người. Đúng rồi. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Dạ, anh Lâm. Cảm ơn anh Lâm rất là nhiều luôn. Em Lâm chạy xe, cảm ơn anh Lâm rất là nhiều. Ok, thôi bây giờ mình trên đường mình đi tiếp luôn nha mọi người. Trên đường thì chốt chặn rất là nhiều luôn. Dạ, cũng nguy hiểm lắm, cho nên cũng rất là mong bà con với lại quý khán giả mình có xem được chiếc video này thì mình ở nhà nha mọi người. Đừng có hạn chế đi ra đường, nếu mà không có việc gì thì đừng có nên ra đường nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Dạ. Như mọi người cũng đã thấy thì tôi với Lâm cũng vừa mới chở những phần quà tới bà con ở chung cư Ngô Gia Tự rồi, và cũng mới vừa lấy thuốc xong rồi. Thì hiện tại bây giờ tôi cũng không còn gì để chia sẻ nữa. Nếu ai cảm thấy thích thú video này, xin hãy cho tôi một like, một share và một đăng ký để giúp tôi có nhiều động lực làm thêm nhiều video mới nữa nha. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong vlog sau nha. Bye bye.